Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Đây hôm nay lên sóng cho bác một em họa mi rất là đẹp các bác nhá. Đầu mặt bóng bộ rất là đẹp, các bác nhìn trong video các bác có thể thấy là chim rất là đẹp các bác nhá. Đầu mặt bóng bộ đẹp, chim thuần hot tốt các bác nhá. Nhưng mà tiếc cái là lông đuôi em này nó hơi bị gãy một chút các bác nhá. Để zoom xa thì con xem này, đấy. Các bác nhìn thấy lông đuôi em nó bị rụng mất vài cọc mà nó hơi sơ sơ đầu đuôi. Lên sẽ để giá hợp lý cho anh em về nghe hot nhá. Anh em nào mà em bù kết em này thì alo cho em nhá. Nhưng mà chim thì rất là đẹp các bác. Yên tâm một điều là chim đẹp thôi nhá. Chim đẹp và hot rất là tốt nhá. Em này thì vừa mới cập bến nhà em sáng nay các bác nhé. Chim vừa mới về buổi sáng nay thôi. Nhưng mà thái độ đã rất là ok rồi các bác nhé. Clip này em nó đang solo một mình các bác nhé. Không có trống mà cũng chẳng có mái đâu các bác ạ. Có mái nhưng mà mái để xa xa thôi chứ không nhìn thấy mái đâu nha các bác nhé. Thank you.
Rồi các bác ơi, chim nó mới về các bác nhé. Em cần phải cho nó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một chút. Nhưng mà đảm bảo với các bác là chim điện đóm rất là ổn định nha các bác nhé. Về nhà bác là chim mà treo ra vẫn là hot bình thường nha các bác nhé. Nhưng mà mỗi cái là ở đây là nó chưa được căng hẳn thôi. Bác nào mà bố kết em này thì alo cho em nhé. Video em được khoảng 6 phút rồi. Em xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Chúc các bác xem video vui vẻ nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.